Xin chào các bạn, hôm nay thì cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn gỡ cái limit PayPal 4 bước. Đây thì ban đầu là mình sẽ vào một con PayPal. Đây là PayPal Business. Mình sẽ vào tổng quan của nó này. Đây là tổng quan của nó. Con này thì sẽ có cái limit, là sẽ có cái cờ đó ở trên đây, click vào xem chi tiết. Đây thì là con PayPal này có 5 cái tính năng, thì nó sẽ đã bị khóa 3 cái tính năng này, chỉ cần 2 cái tính năng này là được. Đây là con PayPal nó limit 3 bước. Bước nhất là cung cấp thông tin doanh nghiệp, bước hai cung cấp bằng chứng thực hiện, bước thứ ba là cung cấp biên lai. Thì cũng là một dạng limit 4 bước nhưng mà nó không có bước up ID ban đầu. Đây thì là để mà đây thì mình sẽ giải quyết từng bước như sau. Cái bước thứ hai, cái bước đầu tiên đây thì anh mới giải quyết. Đây sẽ điền thông tin doanh nghiệp của mình. Thì đây điền sẽ Việt Nam. Loại hình kinh doanh thì mình sẽ chủ yếu là nhà ở vườn tược. Danh mục phụ này. Đồ gia dụng. Ok, như này là xong. Cái mô tả doanh nghiệp thì không cần gửi nhé. Chuyển đến rồi ạ. Đến bước tiếp theo thì là cái bước cung cấp bằng chứng thực hiện. Đây mình sẽ click vào đây. Đây sẽ là các giao dịch mà PayPal yêu cầu mình cung cấp những cái bằng chứng thực hiện. Mình có thể cung cấp bằng hóa đơn, có thể cung cấp bằng checking. Thường thì chúng ta sẽ cung cấp bằng checking. Checking thật thì là tỷ lệ qua rất là cao. Đây có hai con, đây có hai cái giao dịch mà PayPal yêu cầu. Đây thì mình sẽ tìm những cái giao dịch này ở trên PayPal. Ví dụ đây là thanh toán từ Nguyễn Như Mạnh này, 30 đô. Mình sẽ quay về những cái hoạt động để tìm lại cái giao dịch đấy. Nguyễn Như Mạnh 30 đô. Checking thứ hai là một đơn hàng. Checking thứ nhất khả năng mình đoán là send tiền từ một con PayPal khác qua. Dennis Cargo 4707. Mình sẽ tìm như sau. Click vào hoạt động này. Con VPS này hơi chậm thì mình tìm là Cantonet này, 47.07. Đây, Daniel Glasgow này, Dennis Glasgow. Đây thì là checking FedEx đã có sẵn ở đây rồi thì mình checking FedEx chủ yếu là checking thật thôi. Mình sẽ copy cái checking này vào. Đây đối với này thì mình thông tin giao hàng. Này mình nên để là tiếng Anh thì là nó sẽ chuẩn hơn. Đây sẽ checking information. Đây số tiền ngân hàng này mình điền cái checking FedEx mà nãy mình copy ở bên kia qua.
Cantini. Cái này là Nguyễn Như Mạnh, để mình phải tra bên này đã. $30 Nguyễn Như Mạnh. Cần cho nó ép này. 30. Đây, thanh toán từ Nguyễn Như Mạnh đây. Thì cái giao dịch này là được gửi từ một người, gọi là từ một con PayPal khác. Mình sẽ chọn cái đây. Giao dịch này không liên quan đến việc bán hàng. Mình sẽ viết câu gọi là câu mô tả ở bên dưới đây. Giao dịch này là tôi nhận tiền từ một người bạn của tôi, thế là được dưới Google dịch ra. Ok xong. Gửi. Nó đang bị lỗi một chỗ nào đó. Chưa anh ạ, đang bị lỗi. Nhầm. Đấy, ok, tiếp tục. Rồi, ok, đây bước 2 của nó đã xong. Rồi đến bước 3, hóa đơn. Bước 3 là bước hóa đơn, thì mình sẽ copy cái hóa đơn này vào VPS. Ơ này, sao tự nhiên lại reset lại sao sao? Reset lại gì đánh giá
Cái link của em đây không biết ông anh làm hóa đơn bên nào mà tiếng Việt nhiều như này. Còn VPN này hơi hơi lag, nãy giờ mình giải quyết máy chưa xong, hoặc có thể là PayPal, hệ thống PayPal đang bị lỗi. Ok, bước 2 đã xong rồi, mấy bước 3 này, cung cấp hóa đơn. Sau khi mình đã fetch xong hóa đơn thì mình tải cái hóa đơn này lên là được, invoice đây. Tải lên này. Tệp thì nó thế nào ở dưới đây. Gửi. Ok, thế là đã xong cái quy trình gỡ PayPal và mình có thể chat hoặc là gọi lên PayPal để thúc giục PayPal làm nhanh hơn. Mà quy trình cơ bản để mà gỡ limit PayPal là các bước như thế.